Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, có những thầy thuốc mà tên tuổi của họ gắn liền với nhiều công trình nghiên cứu vô giá, đóng góp quan trọng trong sự phát triển của nền y học nước nhà và trên cả thế giới. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, hãy cùng báo Sức khỏe và Đời sống điểm lại những thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Thứ nhất phải kể đến danh y Tuệ Tĩnh. Danh y Tuệ Tĩnh có tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, quê ở Hải Dương. Tuệ Tĩnh được coi là vị thánh thuốc nam, là ông tổ của y học cổ truyền Việt Nam. Mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, Nguyễn Bá Tĩnh được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông đậu thái học sinh dưới triều vua Trần Dụ Tông, nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Những ngày đi tu cũng là những ngày ông chuyên học thuốc, làm thuốc, chữa bệnh cứu người. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của những tập sách nổi tiếng như Nam Dược Thần Hiệu và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, là người đầu tiên đề cao tư tưởng thuốc nam chữa người Nam Việt. Trong đó, Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư là cuốn sách thuốc cổ nhất của nước ta. Thứ hai, danh y Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác, sinh năm 1720, mất năm 1791. Ông sinh ra tại Hải Dương. Ông là nhà y học lớn, nhà văn hóa lớn của nước ta, là tác giả của pho sách chữ danh Lãn Ông Tâm Lĩnh, bao gồm đủ các mặt về y học, y đức, y lý, y thuật, dược, di dưỡng. Phần quan trọng nữa của bộ sách phản ánh sự nghiệp văn học và tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông. Sự nghiệp y học của ông đã góp phần to lớn xây dựng nền y học dân tộc nước nhà nên được suy tôn là Đại Y Tôn Việt Nam. Thứ ba, giáo sư Hồ Đắc Di. Giáo sư Hồ Đắc Di sinh năm 1900, mất năm 1984. Từ năm 1919, ông đỗ bác sĩ nội trú tại Pháp. Ở đây, Hồ Đắc Di làm phẫu thuật một thời gian ở bệnh viện Chenon rồi về nước. Trong luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa làm tại Paris, giáo sư Hồ Đắc Di là người đầu tiên sáng tạo một phương pháp mổ dạ dày. Phương pháp này điều trị chứng hẹp môn vị do bệnh loét dạ dày tá tràng gây ra. Phương pháp của ông đã được cho vào nhiều sách giáo khoa, nhiều công trình nhắc đến và thừa nhận giá trị trong suốt 30 đến 40 năm. Theo sử sách ngành y Việt Nam ghi nhận, với 21 công trình hiện tìm được trong 37 công trình đã công bố, ông là nhà phẫu thuật đầu tiên xứng đáng được Hội đồng Giáo sư Toàn người Pháp đánh giá cao và được bầu chọn là giáo sư người Việt đầu tiên. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh năm 1909, mất năm 1968, sinh ra tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một trí thức có tên tuổi trong giới thượng lưu ở Sài Gòn. Ông là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Từ năm 1954, ông là Thứ trưởng, Bí thư Đảng, rồi là Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông đã xây dựng một nền y tế nhân dân ở miền Bắc. Công lao của ông đối với ngành y tế miền Nam cũng vô cùng to lớn. Hơn ai hết, ông quan tâm đến chiến trường miền Nam. Ngay từ sau năm 1955, ông đã tập hợp cán bộ miền Nam, phần lớn là y tá, để bổ túc thành y sĩ rồi bác sĩ, cũng như bổ túc dược tá thành dược sĩ trung học, rồi dược sĩ đại học và cử đi vào chiến trường. Là người sáng lập Viện Chống lao Trung ương, đã chỉ đạo nhiều công trình nghiên cứu về phòng lao, chữa lao, cũng như nhiều bệnh về phổi, đặt nền móng cho hình thành chuyên khoa lao và các bệnh phổi ở Việt Nam. Xây dựng mạng lưới y tế Việt Nam, tổ chức y tế cơ sở, làm tiền đề cho triển khai đường lối chăm sóc sức khỏe ban đầu sau này. Thứ năm, giáo sư Đặng Văn Ngữ. Giáo sư Đặng Văn Ngữ, sinh năm 1910, mất năm 1967, quê ở làng An Cựu, ngoại thành Kinh Đô Huế. Năm 1942, ông là trưởng labo ký sinh trùng và ông đã hoàn thành 19 công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng. Năm 1949, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, trở thành giảng viên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y khoa tại Chiêm Hóa. Trong thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp tại chiến khu Việt Bắc, ông đã nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc nước penicillin. Loại thuốc kháng sinh này đã góp phần rất lớn trong điều trị chống nhiễm khuẩn cho thương binh và nhân dân trong kháng chiến. Năm 1955, ông sáng lập ra Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Việt Nam Trung ương. Ông là viện trưởng đầu tiên của viện này. Trong chiến tranh Việt Nam, ông tập trung nghiên cứu phòng chống và điều trị căn bệnh sốt rét tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, ông đã mất trong một trận Mỹ ném bom B-52 tại một địa điểm trên dãy Trường Sơn, thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang nghiên cứu căn bệnh sốt rét. Vị danh y thứ 6, giáo sư Tôn Thất Tùng. Giáo sư Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, sinh ra tại quê hương Thanh Hóa và lớn lên ở Huế. Năm 1932, ông học tại trường Y Dược. Sau đó, năm 1935, ông là người duy nhất được nhận vào làm việc tại khoa ngoại của trường Y Dược, tức là Bệnh viện Việt Đức hiện nay. Với một dụng cụ thô sơ, ông đã phẫu tích kỹ lưỡng cơ cấu của lá gan. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp y bác sĩ với nhan đề Cách phân chia mạch máu của gan. Với bản luận án này, ông đã được tặng huân chương bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris.
Vào những năm 1960, ông đã nghiên cứu thành công phương pháp cắt gan có kế hoạch. Để ghi nhận công lao của người đầu tiên tìm ra phương pháp cắt gan này, người ta gọi là phương pháp mổ gan khô, hay còn gọi là phương pháp Tôn Thất Tùng. Cách mạng tháng 8 thành công, Tôn Thất Tùng cũng là một trong những trí thức đầu tiên mang hết nhiệt tình xây dựng trường đại học y khoa của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vào năm 1958, giáo sư tiến hành thành công ca mổ tim đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1959, giáo sư phát triển khoa mổ sọ não và khoa ngoại nhi. Năm 1960, giáo sư là người đầu tiên đề xuất và áp dụng có kết quả xuất sắc việc mổ gan bằng phương pháp Việt Nam. Năm 1965, giáo sư đã triển khai thành công việc mổ tim bằng máy tim phổi nhân tạo ở nước ta. Vào năm 1977, giáo sư được Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris tặng huy chương phẫu thuật quốc tế. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những nhà phẫu thuật xuất sắc trên thế giới, được trao định kỳ 5 năm một lần. Ông vinh dự và xứng đáng là một trong 12 người trên thế giới và là người duy nhất ở Việt Nam được tặng huân chương ấy.